mà thấy vừa trên vừa dưới luôn đó. Bây giờ mình quay nha. Nha, chân gì đẹp không? Khép lại. Đó, đẹp không? Ai biết chị Ba đâu? Đó, đẹp ghê không? Ai biết chị Ba đâu? Mà nè, ai biết chị không? Đẹp. Thôi khỏi. Trời ơi, thì cứ qua coi đi. Đẹp cực kỳ. Trời ơi, tại thôi. Cái một cô chưa có, một chưa có bên đầu riêng hết á. Lấy cái chữ Lan Viang đó. Giờ đang quay. Dạ dạ. Quay về. Quay về để dành coi. Không. Quay về làm clip. Dạ. Yeah. Ok. Bạn có thể bước lên 5 bước. Chụp là giữa hai bên là hai cái cụm hoa đẹp nè. Bước lên nữa. Lên cái bực cái này. À, bước lên nữa đi. Rồi, xin xô đặt qua. Đó, hai bên. Đi ơi, chị xôi. Đúng rồi. À, bây giờ mình đi lên nha, mình quay. Chị xôi mình vô đó đi, tôi quay hả? Đưa cái bọc đây. Trời chị luôn. Đi vô đó đi cái cái sim nè, cái sim trên nè. Bà chị à, tôi về Huế là đi vô đi du lịch đó hả? Rồi để quay cái xong rồi. Mình chụp như đó thôi. Rồi mình chụp đây mình về mình rửa chơi. Cái máy này mình chụp đẹp lắm. Cầm này quay mình nha. Rồi, cái chữ bên này dướng cái sao? Đẹp luôn. Quá đẹp. Mình đi nha. Cả nhà đi đẹp quá đấy.
Đó, đó. Đi lên đây dắt giờ thì cũng không có lạnh mấy. Đẹp quá. Sương mù đẹp quá. Rồi, chị quay tới tới luôn. Quay xung quanh.